các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam tổ chức thực hiện chương trình gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019 với chủ đề Cùng nhau giữ nước. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam vào 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2019. Kính mời quý khán giả và các đồng chí đón xem.